Chào tất cả cô chú anh chị em mình nha, lại là em Tân đây. Hôm nay em quay con 32 inch nè, TCL ha, lên mạng wifi nhanh mượt ha. Con này đặc biệt nó có cái xem đài không cần anten nha anh em, có cái video nó đó. Là mình vô đó mình coi đài trực tiếp không cần anten ha. Rồi, nhấn vô YouTube cho anh em mình coi ha. À, con này em chưa kết nối wifi, anh em bấm lên mà bấm chữ gửi gói ok vậy đó. Như em đã bấm lên nó chữ gửi gói thì anh em ok tiếp sẽ ra cài đặt mạng ha. Cái anh em tiếp tục ok ha. Ok tiếp nha, không dây rồi. À, mật khẩu wifi mình nhà là cái gì thì bấm vô ha. Hiện tại của em là Tân đây ha, bấm vô của em, mật khẩu của em là 8 số 8 ha. Em bấm vô nè, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nhà anh em mình mật khẩu nào thì mình bấm vô mật khẩu đó ha. Rồi, TV thì em mới về rất nhiều nha anh em, mới về 55 bên mấy con nè, Samsung nè, Samsung LG rồi 75 Sony, 65 Sony đều nhiều lắm nha. 55 bên Sony giọng nói nè, wifi lên mạng nhanh mượt nè, xinh đẹp cực kỳ nè, em còn hai con này ha, 43 Sony này ha, còn rất nhiều ha. Đó, nhờ em quay, anh em nhu cầu xài con bự thì liên hệ trực tiếp số điện thoại em ha, 0346854213, địa chỉ mới gần cầu Cái Gà, xã Long Thới, huyện Gia Lấp, tỉnh Bến Tre ha. Này thì em chỉ quay hai cái mấy cái 32 cho anh em mình tham khảo thôi ha, 32 nè, 32 này màn hình xinh đẹp cực kỳ như mới luôn ha, đó. Giá 2 triệu ha. Anh em mà bấm lên gì cái anh em bấm tiếp ngang ha. Ví dụ anh em có tài khoản thì mình quét vô đó mình bấm kết nối tài khoản, không có thì mình bấm bỏ đi ha. Bấm vô đây. Hình ảnh đẹp cực kỳ luôn em ha. 32 inch lên mạng wifi nhanh mượt. Hình ảnh đẹp ha, giá 2 triệu đồng. Mấy cái dính đốm là cái dấu tay em dịnh vô anh em. Đốm đốm. Màn hình thì đẹp như mới ha. Đó. 32 inch lên mạng wifi nhanh mượt, hình ảnh đẹp cực kỳ sắc nét ha. Quay gần cho anh em có đẹp thì cực kỳ ha, âm thanh hình ảnh đẹp hay ha, bảo hành cho anh em mình 1 tháng nha, siêu mỏng luôn đó, siêu mỏng anh em, 2 triệu Việt Nam đồng, 32 inch lên mạng wifi, màn hình zin đẹp cực kỳ ha, chơi chơi ha. Rồi con này thì màn hình Full HD 32 inch kính cường lực nè anh em. Con này lên mạng wifi giọng nói bluetooth nữa ha. Hình ảnh thì đẹp cực kỳ, có kính cường lực ha. Bao cho anh em mình khỏi thoải mái luôn ha. Ha. Anh em đập thoải mái luôn ha. Có con nít nhà, có con nít trẻ em á, mình có quơ đồ chúng cũng sao anh em ha. Đó, con này có giọng nói luôn ha. Bấm giọng nói thì cái này nè, em dịnh đây nè. Tân Chợ Lách Bến Tre, YouTube. Tôi nói sau đây là một vài video. Đó, con này là 2.700.000, lên mạng wifi giọng nói vỏ nhôm kính cường lực ha, bảo hành cô chú anh chị em mình 6 tháng ha. Anh em mở kênh người đã cho em xin đăng ký ha. Rồi chúc cô chú anh chị em mình một buổi tối thật vui vẻ ha. Anh em mua bán kèo ha. Hồi chiều thì em cũng mới chốt hai cái kính cường lực này rồi ha. À, chuẩn bị cũng về hàng nữa ha. Rồi cái 700k này em mới vừa đăng lên Zalo ha. Đăng lên khoảng 20 phút thì có ông anh ở thành phố chốt luôn rồi ha. Anh em hỏi sao thông cảm ha. Capper 50 inch lên mạng wifi giọng nói đẹp cực kỳ này nè. LG Samsung, anh em quan tâm thì liên hệ trực tiếp số điện thoại em ha, Zalo của em ha, 0346854213 ha. Em sẽ tư vấn quay video nha, hướng dẫn cho anh em mình với báo chi tiết cho anh em mình ha. Rồi xin kết thúc video ha, chúc anh em mình một buổi tối đầu tuần thứ hai thật là vui vẻ ha.